Mẹ ơi, những năm tháng tuổi thơ ngày nào trong vòng tay yêu thương từng ngày, cho đời con bao nhiêu ngọt ngào. Giờ đây trong cơn mơ con luôn gọi mẹ, nơi bao la giữa dòng sông xanh, xin con ra trong bao cực nhọc, nuôi con khôn trong bao tình người. Sớm nắng chiều mưa, âu ơi âu ơ, như tình yêu không mơ bên nào cho hết được tất cả tình thương, một tình yêu mẹ dành cho con cả ngàn đời mãi mãi. Cô Nhi, bà chủ chờ cô về nãy giờ á. Có chuyện gì mà nhìn chị vui vậy? Dạ, bà chủ tìm được cậu Bảo rồi cô. Bà chủ vui mừng lắm. Tìm được anh hai hả? Dạ, cô lên trển với bà đi. Con à, mẹ đã tìm anh hai con được rồi. Vậy hả mẹ? Ừ. Vậy anh hai con đâu? Ngày mai mẹ sẽ đi rước anh con về. Vậy anh hai con sao? Mập ốm cao thấp, có giống con không? Ngày mai rồi con sẽ biết. Nè, con đoán xem anh hai con sẽ thích cái căn phòng này không? Mà con đó, cũng phải chuẩn bị quà để tặng anh hai con nghe chưa? Phải tạo cho anh con điều bất ngờ. Mẹ nghĩ anh con về đây cũng đã là điều bất ngờ với cả gia đình mình rồi, đúng không con? Tốt nghiệp đại học rồi. Tốt nghiệp rồi. Đậu rồi. Đậu rồi. Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi.
Cảm ơn bác nhiều. Sao bữa nay anh về trễ vậy? Các dự án công ty đang khởi động, có nhiều chuyện cần phải bàn bạc và thống nhất. Anh mệt lắm hả? Để massage cho anh nha. Anh à, em muốn bàn với anh một chuyện. Về nước đã lâu mà thằng Cường nó vẫn còn liêu lỏng ham chơi. Em chỉ sợ nó tụ tập với bạn bè rồi nhiễm tính xấu. Anh coi ở trong công ty có việc gì á thích hợp với con, anh bố trí cho nó vào làm đi anh. Thì công ty đang mở đợt tuyển dụng đó, biểu nó viết đơn rồi nộp như người ta là được rồi. Anh à, nhưng anh là thành viên trong hội đồng quản trị, nó cũng bị sát hạch và phỏng vấn sao? Anh chỉ cần nói một tiếng là được mà. Đừng có nuông chiều rồi tao thối ý lại cho nó. Alo, anh Phú hả? Em Xuân đi nè. Đâu có gì. Nghe nói bên công ty á đang có kế hoạch mở rộng dự án phải không anh? Và cần tuyển dụng nhân tài phải không? Em muốn gửi gắm thằng Cường con nhà em. Nó tốt nghiệp marketing, học hành bài bản, nhưng không biết thị trường Việt Nam có thích hợp với nó không nữa. Có gì nhờ anh giúp đỡ giùm cho em. À, còn một điều này nữa. Anh
Anh đừng có nói với anh Liêm là em có điện cho anh nha. Dạ dạ. Má, má, hồi sáng giờ má có thấy chú Vũ đưa thư đi ngang qua nhà mình không má? Chứ không phải từ hồi sáng tới giờ con không rời khỏi cửa hả? Thôi ăn cơm đi con. Sao kỳ vậy ta? Đúng ra là hôm nay á là thư phải về nhà mình chứ. Mà bây giờ chiều rồi mà vẫn chưa có thư là sao hả má? Nhưng mà con có chắc là ngày hôm nay không? Chắc ngày hôm nay mà. Thôi, ăn cơm đi con. Không biết là có sự thay đổi gì hay không nữa. Thì bây giờ ăn cơm đi, rồi có gì con tính sao? Có khi là ngày mai mới có thư thì sao? Biết đâu được là nhiều khi là bữa nay bưu điện bị chậm trễ. Con đừng căng thẳng quá, ăn cơm đi. Hay là con rớt rồi má? Nhưng mà con thấy ba người phỏng vấn con rất hài lòng về những câu trả lời của con mà. Họ nói con rất là tiềm năng, rất là phù hợp với vị trí họ tuyển dụng. Sao kỳ vậy ta? Nếu như có thay đổi gì á thì họ phải báo con biết chứ. Họ phải gửi thư hay là email chứ đúng không má? Rồi, hay là mai á con lên Sài Gòn, con lên công ty đó, con xem sao nha má. Thì con phải ăn hết bữa cơm này đi rồi tính chứ. Ăn đi con. Cô
Con đi đâu vậy hả? Đi đâu mà từ sáng giờ mà dì qua nhà không gặp? Con chạy đi tìm nhà của chú Bủ. Con cũng nóng ruột. Thì ra hôm nay chú Bủ bị bệnh, không đưa thư cho mọi người được. Có thằng Quốc phải không con? Quốc ơi, có thư công ty truyền thông ACB gửi cho con nè. Quốc nè, mẹ. Sao con? Sao vậy? Con trúng tiền rồi! Má ơi! Con trúng tiền rồi má ơi! Má ơi! Con trúng tiền rồi! Con trúng tiền rồi má ơi! Con trúng tiền rồi! Con trúng tiền rồi! Làm như là bị bỏ đói từ lâu lắm rồi vậy á. Cái ghê, ăn uống gì mà như heo. Không có ba mẹ ở đây là mình lấy cái tô úp vô cái mặt ham ăn của ông Minh Hai ngang xương này rồi. Tội nghiệp con trai tôi. Chắc là suốt 20 năm nay chưa lúc nào nó có được một bữa ăn ngon như vậy. Bảo à, mẹ hứa sẽ bù đắp những tháng ngày con phải chịu đựng thiếu thốn. Vào đi con.
Con cứ ngồi tự nhiên. Đây là phòng của con mà. Căn phòng này mẹ đã sắp đặt và chờ con đến 20 năm nay rồi. Một mình con ở nguyên căn phòng vậy luôn hả mẹ? Đúng rồi. Con à, đi đường chắc là mệt lắm. Cho nên bây giờ á, mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho con rồi. Con tắm rửa rồi ngủ một giấc cho thật là ngon nghe chưa? Dạ, con cảm ơn mẹ. Con trai yêu của mẹ. Dạ. Mẹ ngủ ngon. Như là ngoài cặp mặt anh em mà. Tặng anh. Tặng anh cầm đi. Anh ngại quá. Không sao đâu, của anh mà. Tặng anh đó. Vậy cảm ơn em ha. Để em giới thiệu sơ qua cho anh biết ha. Đây là cái máy lạnh nè. Khi mà ngủ á, anh nên để số 18, nó sẽ dễ ngủ hơn. Đừng có bấm lung tung nha, nó không mát đâu đó. Còn nếu như anh muốn tắm á, có cái giò nước, phải lạnh, trái nóng. Phải anh... lạnh, trái nóng. Em phải nhớ nha, em thôi là bị bỏng chết à. Nhớ lời em dặn chưa, phải lạnh, trái nóng. Phải nhớ lạnh, nghe. Trái nóng. Còn gì thắc mắc nữa không thì hỏi em. Không. Vậy thôi ha, anh nghỉ đi. Cảm ơn em ha. Dạ, sao? Vậy nha, bye bye anh. Bye. Nhớ nha, phải lạnh, trái nóng đó. Phải lạnh, trái nóng. Dạ. Nhỏ này tặng món quà. Con đứa em gái cũng hay thiệt. Yes. Không có gì, tại vì em cũng tặng cái món này, đồ chơi này dễ thương quá, con mừng quá, con la. Thôi, con trai của mẹ ngủ ngon nghe chưa? Dạ. Thôi ngủ đi con. Ngủ đi con. Dạ. Ba mẹ ngủ ngon nha. Ngủ đi. Dạ. Ủa, sao giờ này còn chưa thay đồ nữa? Thay đồ ra cho mát mẻ rồi ngủ nghe chưa? Dạ, tắm xong con ngủ. Mẹ ngủ ngon. Phải lạnh, trái nóng. Đừng gạt anh nè, tao đâu có ngu, đừng phải làm ngược lại. Lạnh quá vậy nè. Tắt máy lạnh đi anh.
Có mẹ đây, có mẹ đây. Chào cô. Chào anh. Tôi là nhân viên mới của phòng marketing. Đây là giấy báo. À dạ. Anh đợi anh tí. Dạ. Chào cô em. Chào anh. Tôi là Quốc Cường. Hôm nay tôi tới nhận việc ở phòng marketing. Phiền cô báo lại giùm tôi đã tới. Xin lỗi, tôi đang bận. Anh vui lòng chờ một chút. Anh Quốc mà anh theo tôi à? Nè, tôi nói cô có nghe không vậy? Dạ xin lỗi, anh vui lòng chờ một chút. Tôi muốn anh... giải quyết cho tôi trước. Rất tiếc, tôi phải giải quyết người đến trước. Cô tên gì? Để tôi báo lại với trưởng phòng nhân sự, xem lại thái độ làm việc của cô. Có chuyện gì vậy Bích? Bộ đến thì hay quá, bộ tiếp anh ta giùm tôi đi. Anh ta là người đến nhận việc đó. Xin lỗi, anh có giới hạn không? Không. Nhưng mà cô báo lại, tôi là Cường, con trai của ông Quỳnh Liêm, là thành viên của hội đồng quản trị trong tập đoàn này. Phiền cô giải quyết cho tôi trước. Bất cứ ở nơi công cộng nào cũng đều được xử lý và giải quyết theo thứ tự trước và sau. Nếu nói như anh thì tôi cũng có quyền được giải quyết trước, vì tôi là con gái của ông Phú, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn này. Chào cô Vy. Chào cô Vy. Cái máy ảnh. Cô hãy giải quyết cho anh bạn này trước. Dạ. Còn tôi sẽ đứng sau anh để chờ tới lượt mình. Cô mời anh đi theo tôi. Sao? Anh thấy vậy có ok không? Rồi đó ba kìa, quýnh đây. Nói từ. Đó. Bây nha, bán không thì trả tiền đi nha. Hiểu đi. Thiếu hoài à. Thiếu hoài đánh bài mà xíu. Tí đi đuôi bồi kìa. Im đi. Tụi mày đánh bài mà ồn cái sợ luôn á. Im lặng được không? Dạo này có boy nào khác hay sao mà anh nhắn tin gọi điện hoài không thấy trả lời vậy? Thằng này anh nhí. Boy nào là boy nào? Tự nhiên có ông anh hai, cho nên là ông bảo không cho đi. Ủa? Anh hai gì? Anh hai ngồi đóng cho bá kìa. Ông anh hai từ trên trời rơi xuống. Là sao em? Ba má của em á, vừa mới tìm thấy ông anh hai thất lạc, cho nên quý vô cùng. Mày bị điên hả? Cười gì? Thấy hai cười, cười theo chứ bộ. Chị hai của tôi quay, có ông anh hai ruột ở nhà. Mày muốn thế trọng vì ra gì á? Tào lao biết đau, ra lìa gì? Họ thăm cái nè. Cái dung mạo của ông anh hai em á, có đẹp cỡ anh không vậy? Có đẹp không chị? Một lần bỏ mẹ. Một lần lợi. Không ấy vậy nè, bữa nào á cho em rể này diện kiến ông anh hai của em đi. Chứ không thôi anh em mà ra đường không biết mặt nhau rồi rủi anh mà cặp cái anh có lỗi với em á. Đúng rồi đó chị hai. Đúng rồi em, đúng không? Đúng rồi chị. Phải cho anh hai biết mặt anh hai của chị để mà mình đừng có đụng chạm nữa. Chị giới thiệu đi chị. Đúng rồi chị. Đúng rồi. Sao? Phải cho ông anh phụ lần của em diện kiến chào hỏi anh em mình một phen chứ. Đúng rồi. Mấy người muốn gì? Đi đâu vậy cưng? Anh muốn gì đâu? Theo dễ thương quá à. Tính hỏi thăm nhà em ở đâu, được không? Mấy người trả cho tôi đi. Đi đâu à? Tính đi coi phim à? Cho anh đi với. Ủa?
Ai vậy? Bạn trai em hả? Nó tên bậy. Anh là anh hai của tôi đó. Ồ, anh hai. Dì Kiều phải không? Không, anh ở dưới quê lên. Dưới quê. Ê, chị thấy nó lúa tới dạo luôn. Mà này lúa non. Mắc mớ vậy mấy người trả cho tôi đã la lên bây giờ đó. La đi. Ở chỗ này la đi, cũng không ai cứu đâu. Nè, tụi bay la phụ em nó đi. Muốn đi cũng được. Muốn đi thì chưa qua đi. Chưa đi rồi anh cho đi. Còn nếu không á, anh tàn sát hai đứa cưng luôn á nghe. Trời ơi. Anh ơi. Sao giờ? Chui đi. Sao này? Giờ sao giờ đây? Đồ này dữ lắm. Chui đi. Sao? Anh em tụi bay bàn bạc xong chưa? Đứa nào sẽ chui qua? Anh, giờ sao giờ đi? Hả? Để anh chui cho. Anh hai chui, tiếc là anh không. Anh biết rồi. Tía má. Tía má lên nào sao không cho ngay trước. Sẵn lên tái khám cho má con, nên ghé thăm. Chà, lúc này coi bộ trắng mà mập nghe. Ăn xuân mặt sướng lắm phải không con? Dạ, tại mẹ cũng thương con. Ủa, vậy chừng nào tía mới đưa má đi khám? Khám hồi sáng rồi, bây giờ mới ghé đây nè. Nhưng mà bác sĩ nói là chắc phải ở lại vài bữa để theo dõi điều trị á con. Dạ. Mẹ mời tía má con ở lại vài hôm, con thấy sao? Dạ vậy thì tốt quá. Cô Lai nè. Dạ. Một chút nữa cô nhớ dọn phòng sau cho ông bà nghỉ ngơi nha. Dạ. Ừ. Con cảm ơn mẹ. Để con mới nha. Đây, đưa đây mẹ mới. Dạ. Đưa đây con. Vô đi tía má. Ngồi đó đi. Chà, đây là phòng riêng con đó. Chà, sung sướng quá ha. Nệm ấm chăn êm rồi ha. Sướng cái gì ông ơi? Khi nào tôi mới được về quê vậy? Ở đây chán chết. Chán cái gì mà chán? Mày phải ráng chịu đựng, lấy được lòng tin của bà. Lòng tin có ăn được không? Tôi chỉ cần tiền thôi mà. Có lòng tin là có tiền. Hay là gì đi, mình gom
mớ đồ đạc đó, đem đi bán chắc cũng kiếm được một mụn á. Đồ ngu, mày nghe người ta nói hả? Thả sợi dây dài sẽ bắt được con cá lớn. Mày tạo được lòng tin của bà, có thể mày sẽ có nửa cái gia tài này nữa. Ông nói sao dễ nghe quá, tự nhiên ta đưa hai tay giăng nửa gia tài cho mình. Thì mày á, cái việc làm đứa con hiếu thảo, sự xa cách và nhớ thương sẽ được bả bù đắp xứng đáng. Mày á, không được làm mẫu, làm mẫu hư bộ hư đường, mày chết với tao á. Khi nào mà tao cần, tao sẽ nói cho mày biết mày phải làm gì. Chán rồi là chán. Ăn sung mặc sướng mà cứ than chán. Tao mà còn trẻ hả, tao giả làm con của bả, đâu có mướn mày đâu. Cái đồ ngu đâu khó dạy. Đó, bả còn cười mày á. Ê, cái gì mà ê? Tôi tên là Quốc. Bùi Lê Thiên Quốc, đúng không? Trời đất, cái gì mà kêu danh dách họ tên của tôi vậy? Tôi biết tên anh, tôi còn biết á, anh được nhận vào công ty để phụ trách công việc nhiếp ảnh nghệ thuật nữa, đúng không? Tôi quên mất, cô là con gái của ông tổng giám đốc mà. Thôi, dẹp chuyện đó qua bên đi. Tôi đợi anh á, để đưa cho anh cái này nè. Đưa cái gì? Máy ảnh. Để làm gì? Thì hôm bữa tôi làm hư của anh, bây giờ tôi đền cho anh nè. Tôi không lấy đâu. Cái gì nữa? Có gì đâu, tôi làm hư cho anh thì tôi đền cho anh mà. Cô không có làm hư. Tôi làm hư mà. Tôi đã nói là cô không có làm hư mà. Cái cô gái kia làm hư. Tôi làm hư chứ ai. Tôi làm hư thì tôi đền cho anh. Có gì đâu. Mà anh biết không, cái máy ảnh này nè, nó mắc tiền gấp 10 lần cái máy ảnh của anh đó. Với lại mà anh có muốn biết là tôi mua bao nhiêu tiền không? Anh coi thử đi, anh coi á là anh sẽ mê liền luôn á. Tôi không coi, và tôi cũng chả cần biết nó bao nhiêu tiền và giá trị như thế nào. Bởi vì máy ảnh của tôi không có cái nào mà giá trị bằng máy ảnh của tôi cả. Cô biết sao không? Máy ảnh của tôi á phải đổi bao nhiêu ký lát mới được cái máy ảnh đó, cô biết không? Anh nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Máy ảnh với sợi lát á không có liên quan gì với nhau hết á. Cô thì làm sao mà hiểu được. Cầm lấy. Cảm ơn cô. Sao anh không lấy? Tôi nói cô thôi nha. Cô đừng có theo tò tôi nữa. Cô mà theo vậy á, tôi sẽ la lên á. Cô là người xấu đó. Anh. Cắt máy. Bác không tin con sao? Bọn họ là lừa gạt đó. Chính tay con nghe họ âm mưu cấu kết để mà chiếm gia tài nhà mình đó ba. Con không có vu khống bọn họ đâu. Chuyện này ba tin con. Ba tin con mà sao ba bình tĩnh vậy? Ba mau nói cho mẹ biết đi, để mẹ tống cổ bọn họ ra khỏi nhà mình. Từ từ, con đừng có nóng. Chuyện này ba cũng rất muốn nói cho mẹ con biết, nhưng không thể nói suông được mà phải để cho mẹ con chứng kiến. Ba muốn bàn con chuyện này. Từng ngày xa mẹ xa quê, lòng con mong nhớ từng ngày, nhớ về con đò quê nhà, ngày ngày chớ mẹ qua sông. Ngày ngày trông về nơi xa, nơi quê hương lu kéo từng ngày, mái nhà nơi làng quê nghèo che chở sang nắng chiều. Mẹ thương con bao la biển rộng, con yêu mẹ như muối mặn biển đông, như dòng sông trôi về cội nguồn, nơi tình mẹ thắm mát đời con.